Chào Bạn Pin nha, Pin chào các bạn đi. Bạn Pin đi đâu về vậy? Mua bánh tráng hả? Wow, Pin mua một bịch bánh tráng bự rồi, cả bự luôn. Mẹ ơi, mẹ ăn rồi mẹ. Mẹ ăn hả? Wow, và một bộ đồ chơi câu cá nha. Rồi Bạn Pin chạy đi về nhà chơi nha. Ôi, chả mình bánh tráng bự dữ hả? Tới rồi hả? Rồi, ngừng xe lại. Xe ông Thắng hả? Rồi, ngừng xe lại. Rồi, lấy bộ đồ chơi xuống chơi. Bộ đồ chơi câu cá hả? Lấy bịch bánh tráng xuống luôn hả? Trời ơi, bịch bánh tráng bự dữ rồi Bạn Pin. Nó mua về á. Vậy hả? Rồi Pin, cái đồ con chơi con cá là cho chơi chung với. Wow, đây là bộ đồ chơi con cá hình con bò nha, màu đỏ đen. Giờ mình mở lên nha. Wow, quay kìa. Rồi cái cành câu đâu? Giờ mình thi câu cá nha. Ô, Bạn Pin có bạn kìa. Bạn lên đây chơi chung luôn nè. Chơi câu cá chung Bạn Pin nha. Xong rồi chung ăn bánh tráng chung Bạn Pin nữa nha. Bạn hai bạn câu đi. Câu của ai thắng nha. Câu không được hả? Câu khó câu dữ rồi nè. Được rồi. Ồ, lượm ra luôn. Bạn được một con rồi nha. Pin câu được chưa? Ồ, Pin câu được một con rồi. Rồi, tiếp tục đi. Rồi, tiếp tục câu đi. Câu không được hả? Ơ, Bạn Pin móc lên kìa. Ơi, được một con nữa rồi. Bạn được con nào chưa bạn? Chưa hả? Trời ơi, khó quá. Vậy hả? Con thật, giờ mình đứng câu nữa ha. Mình canh con nào thò đầu lên cái mình chụp nha. Coi người nào thắng được nhiều hơn thắng nha. Wow, cái nhanh quá trời luôn. Rồi con nào nè, con nào lú đầu lên chụp. Lú đầu lên chụp nha. Con chụp được mà. Con nào lú đầu lên chụp nha, chụp qua nhiều hơn nha. Trời ơi, Bạn Pin chụp đi đĩa luôn, sao bạn không chụp? Bạn Pin được quá trời luôn. Chụp, con nào lú đầu lên chụp, chụp. Rồi, xong rồi, giờ mình đếm của ai nhiều hơn nè. Bên đây là cá của Bạn Pin nè, giờ Bạn Pin đếm trước đi. Mẹ nua. Giờ bạn đếm trước nha, giờ bạn đếm trước nha mấy con, đếm. Mấy con, 5 con. Và Pin đưa được nhiêu con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bạn Pin được 10 con, Bạn Pin thắng bạn rồi nha. Giờ mình câu cá xong rồi, giờ mình lấy bánh tráng rồi đi. Lấy bánh tráng rồi cho bạn ăn chung chứ. Trời ơi, bịch bánh tráng bự dữ hả? Con đang mua. Con mua hả? Mua nhiêu tiền hả? 20 hả? Trời ơi, bánh tráng ngon như vậy. Rồi Bạn Pin lấy ra cho bạn ăn chứ. Cho bạn ăn thử coi ngon không? Nè bạn ăn thử coi ngon không bạn? Ăn đi.
Pin ăn thử coi ngon không Pin? Ngon lắm. Ngon lắm hả? Wow. Ngon không? Ngon quá hả? Ăn xong cái mình câu cá, mình thi câu cá thêm lần nữa cái mình nghỉ nha. Chơi câu cá nữa không? Nữa ha. Giờ mình bỏ cá vô tiếp tục nha. Giờ mình về mình chán đi. Giờ mình bỏ cá vô tiếp nha. Trời ơi, ăn bánh tráng té luôn hả? Rồi, bỏ vô. Cay quá. Cay quá hả? Ồ, cay lắm. Cay quá hả? Rồi, cay ăn quá. Xong cái mình về mình uống nước nha. Rồi, mở lên thi tiếp nha. Giờ mình thi câu hay là mình thi chụp? Chụp. Câu đi. Phai được con nào chưa? Chưa hả? Chụp đi, giờ con nào lú đầu lên mình chụp trước nghe coi ai nhiều hơn. Ê, con Pin câu được kìa. Hay quá ba. Dạ, bạn ăn bánh tráng như sao hả? Ngon không? Rồi, bạn Pin, câu nữa đi. Wow, bạn Pin được một con nữa rồi. Rồi. Đó, bạn câu được một con rồi đó, Pin được hai con. Bạn được một con nha. Bạn thua rồi. Con ngắn. Con ngắn. Thôi giờ mình chụp đi nha. Giờ con nào lú đầu lên mình chụp nha. Bắt đầu đếm nha. 1 2 3. Rồi chụp đi. Coi chụp nhiều hơn thắng. Chụp đi. Chụp coi chụp nhiều hơn thắng nha. Con nào lú đầu lên mới chụp được nha. Ủa bạn nhanh tay hơn bạn Pin rồi, bạn Pin chậm hơn rồi. Còn một con. Còn một con kìa. Rồi. Bạn Pin chụp hoài không được một con đó hả bạn Pin? Yeah. Rồi xong rồi, giờ mình đếm nha. Mình đếm coi bạn nào được nhiều hơn nha. Đây là của bạn, bạn của bạn Pin nè. Rồi con đếm coi con được mấy con nha. Đếm. Giờ bạn này được 8 con nha. Giờ bạn Pin được mấy con nè? Đếm đi bạn Pin. 1 2 3. Bảy. 7 con. Bạn Pin được 7 con vậy là thua bạn rồi nha. Vậy là trò chơi câu cá đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye các bạn.